Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Giới Laptop. Trên bàn mình đây là một em HP Envy 16. Nghe Envy thôi là đã biết một em laptop thuộc nghe gọi là thiết kế sang trọng, mỏng nhẹ, tinh tế của nhà HP, đúng không? Nhưng không, các bạn nhìn đi, HP Envy này lạ lắm. Nó cũng mỏng nhẹ, nó cũng thanh lịch, nó cũng sang trọng đấy, nhưng nó hơi nhỉnh hơn, to hơn một xíu. Bởi vì đó, một hiệu năng cực kỳ khủng đến từ nhà Intel. Intel Core i9 RTX 3060. Nghe choáng váng chưa? Một mức giá cũng quá là đẳng cấp luôn, 60 triệu đó mọi người. Đấy, và em máy này nó có gì đặc biệt? Một em máy Envy mà các bạn thường biết, nó không phải là một em máy Envy trên bàn mình. Rồi, hãy cùng đánh giá em máy này sau intro nhé. Rồi, và về thiết kế em máy này, đập vào mắt mình đó chính là một logo bóng mới đến từ nhà HP đây. Đấy, rất là sang trọng, tinh tế, trên một cái bề mặt bằng nhôm cực kỳ nhắn mịn và cực kỳ sang trọng, tạo ra một cái nét gọi là quyến rũ cho em máy này đấy. Và ok, nó sẽ khác với lại phiên bản trước cũng như là khác với lại phiên bản HP Envy 15 ở chỗ đó là viền cạnh nè, nó sẽ được làm vác bo tròn hơn, cho nên là các bạn nhìn nó sẽ dễ chịu và nhìn nó cũng sang trọng rất là nhiều. Nó sẽ liên tưởng cho các bạn đến những em máy cực kỳ sang như là Dell XPS không, để XPS nó vẫn còn hơi góc cạnh một xíu, MacBook đấy. Và HP Envy vốn là một em máy có thiết kế cực kỳ sang trọng, cũng như là một cái cân nặng và khối lượng tổng thể của nó cực kỳ gọn nhẹ. Nhưng mà không, Envy này là một em máy được dành riêng cho những người làm hardcore về thiết kế, cũng như là hardcore về đồ họa, hay là những bạn thích làm sáng tạo hoặc là làm doanh nhân cũng có thể sử dụng em máy này. Thế cho nên á, là hiệu năng của em nó cực kỳ khủng, và kèm với đó là trọng lượng của nó cũng khá là cao, đó chính là 2.32kg đấy. Cho nên là các bạn cầm vô nó cũng khá là đầm tay đấy. Nhưng mà thiết kế của nó, tổng quan của nó vẫn rất là đẹp và cực kỳ sang trọng. Những cái đường vác này cũng như là những cái cạnh viền nè được làm siêu mỏng luôn. Và có một điểm mà mình yêu thích trên em Envy này nữa, đó chính là cái phần chiếu nghỉ tay này nó được làm cao hơn một khoảng để bảo vệ màn hình cũng như là tạo nên cái điểm nhấn ở phần mặt B này. Đấy, và hai bên này nè, cổng kết nối các bạn thấy nó được trang bị những cái cổng lớn, nhưng mà cái phần bình nó vẫn rất là mỏng, nó tạo nên cái độ thanh lịch của em nó rất là cao. Và ở dưới nha, mọi người thấy nè, nó có một cái đệm cao su để giúp cho máy được kê lên thoáng hơn, và ở đây một phần tản nhiệt rất là lớn. Rồi, về cổng kết nối nha, mặc dù em này được làm thiết kế phần mặt bề nó rất là mỏng, nhưng như nãy mình nói đó, đầy đủ với cả các cổng kết nối luôn, từ cổng nhỏ cho đến cổng to. Đầu tiên chúng ta ở bên cạnh phải nè, sẽ có một cổng USB, một cổng HDMI và hai cổng Thunderbolt 4 nha. Và ở cạnh trái còn lại chúng ta sẽ có một cổng USB, một cổng tai nghe 3.5. Rồi, đi xuống dưới phần bàn phím một xíu nha. Nó không phải là một layout full size như các bạn tưởng tượng, nhưng mà đây, thiết kế 16 inch nhưng mà lại mang đến cho mình bỏ nút numpad đi. Một cái layout nó cực kỳ thoải mái và cực kỳ hợp lý, khi mà các bạn bấm nút nào cũng không hề bị lộn, cũng như là các bạn để tay vô là thấy sướng rồi. Và cảm giác nhấn nha, nó rất là đã luôn. Nè, phím đầm tay, bấm rất là sâu nha, mình bấm mình gõ văn bản cả ngày luôn không hề bị mỏi. Cũng như là nó có đèn nền này, đó, đèn nền bàn phím nè cho các bạn chỉnh, nó có hai nấc lận. Đấy. Và bên dưới nha, nó có là trackpad. Kích thước nó cũng lớn hơn phiên bản trước, cũng như là cái độ di vuốt của nó cũng mượt mà hơn. Đấy, mình vuốt không hề bị đứt tay luôn, cũng như là bị bám mồ hôi vì bàn tay. Và về phần màn hình nha, thì với kích thước là 16 inch và tràn viền luôn. Mọi người thấy viền hai bên siêu mỏng. Ở trên chúng ta có cụm camera cũng như là camera IR này giúp nhận diện khuôn mặt, nhưng mà viền ở trên nó vẫn khá là mỏng đó nha. Và ok, tổng quan về màn hình mình thấy màu sắc cực kỳ đẹp nha, với những công nghệ cực kỳ tiên tiến như là 4K UHD Plus này, OLED nữa chứ. Mà tần số quét là 60Hz, độ bao phủ màu á, mình đo được đó chính là 100% DCI-P3 và 98% sRGB với chuẩn display HDR True Black 500. Thì với những thông số như vậy cũng như là cái cảm nhận trực quan của mình, thì mình thấy em màn hình này cực kỳ phù hợp cho tất cả những bạn editor cũng như là những bạn thích cảm quan về màu sắc, hay là những bạn mà thích design vẽ vời chỉnh màu, thì em màn hình này cực kỳ xứng đáng cũng như là cực kỳ hoàn hảo, cực kỳ thích hợp để cho các bạn sử dụng em nó trong một ngày dài. Cũng như là ở đây chúng ta có màn hình cảm ứng nữa nè. Đấy, cho những bạn nào mà không thích dùng phím, không thích dùng chuột nữa, thì chúng ta có thể chọt cho vui. Cũng như là có những cái thao tác mà mình cần phải kéo zoom ra cái em vô, thì mình ok, mình có thể dùng ngón luôn. Và màn hình kích thước 16 inch thì các bạn coi phim cũng như là giải trí thì phủ phê rồi. Tối mà nằm làm việc xong cái là đặt lên người, cái là coi đến sáng luôn. Đấy, là bởi vì nha, độ phân giải 4K nè, cực kỳ sắc nét nè, mà còn màn hình OLED nữa, mà còn là độ sáng là 400 nits, cho nên là siêu sáng, các bạn có thể coi cả một ngày dài. Về thiết kế thì cũng đã đẹp rồi, đã sang trọng, tinh tế rồi. Màn hình thì coi nó cũng đã mắt, nó cũng sướng như thế. Thế thì hiệu năng nó cũng sẽ mạnh mẽ không kém đâu đó nha. Và được trang bị những thông số như là CPU Intel Core i9 12900H, RAM 32GB DDR5, SSD 512GB NVMe PCIe, và các đồ họa là NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB.
em chip Intel Core i9 Gen 12, một em chip hiệu năng cực kỳ cao với 14 nhân và 20 luồng. Các bạn còn phải lo lắng và đắn đo gì về hiệu năng của em nữa đúng không? Cực kỳ mạnh mẽ, có thể cân những tác vụ từ 2D cho đến 3D cho bạn, rất thỏa thích các bạn sáng tạo luôn. Và vì thế ở đây mình sẽ so sánh với những em máy có cùng phân khúc nha, cũng như là những em máy content creator khác hay là laptop gaming khác luôn. Từ những em máy như là Lenovo Legion 5 Pro với RTX 3070 hay là đến Asus VivoBook Pro 15 hay là MSI Katana mà người ta để là bàn cân luôn đó nha. Và đó là bài test đầu tiên là bài điểm Cinebench, thì mọi người thấy điểm số nó cũng rất là cao. Và khi so với lại những cái máy cùng phân khúc á thì cái điểm số nó cũng hơn nhỉnh hơn một xíu. Và khi mà mình đánh giá những cái bài khác tổng quát hơn như là PC Mark 10 nè, thì mọi người thấy điểm số của nó cũng rất là cạnh tranh so với là những cái máy khác. Và khi mà mình so với là những bài khác như là Port Royal của 3D Mark nè, thì điểm số nó cũng nhỉnh hơn một xíu. Nhưng mà có một điểm đáng chú ý, đó chính là em này được sở hữu hiệu năng là i9, nhưng mà lại so với lại những em khác cùng phân khúc là được trang bị những em chip như là i7 nè, cũng như là i9 cùng với nó luôn. Nhưng mà cái hiệu năng của nó mang lại nó vẫn chưa có được một độ chênh lệch khá là cao. Nhưng mà khi mà mình so về giá thì với mức giá là 60 triệu thì em thấy em này nó sẽ nhỉnh hơn các em khác một xíu. Cho nên là cái điều này nó cũng gọi là một cái khá là cân nhắc cho mọi người khi mà lựa chọn em máy này. Nhưng mà nói đi không phải nói lại, khi mà mình test những em game như là Liên Minh Điện Thoại hay là PUBG á, thì hiệu năng và FPS mang lại nó cũng rất là tuyệt vời luôn. Mọi người thấy nha, khi mà mình để ở độ phân giải là 4K thì FPS của nó sẽ mang lại là 110-120. Nó sẽ không có quá chênh lệch lắm đâu, cũng như là không có quá dao động khi mà mọi người combat. Và khi mà mọi người muốn chơi game mượt hơn, các bạn có thể để xuống 2K và mình thấy FPS cũng đã đẩy lên được đáng kể luôn nha, 160-170 luôn nè. Còn về những tác vụ như là thiết kế hay là chỉnh sửa video thì không có từ gì để bàn với em này nữa, bởi vì nó quá mạnh mẽ. Mình làm thiết kế không hề có hiện tượng bị giật lắc, cũng như là mình có thể chồng layer trên layer hay là mình edit video cấp cách này. Và khi mà mình làm cấp cách này với những video 4K 60 frame mà mình render ra, thời gian của nó mang lại cũng rất là nhanh luôn. Được trang bị hiệu năng khủng như thế, nhưng mà khi các bạn rút sạc ra thì sao? Cũng cần quan tâm đến pin chứ đúng không? 83 Wh, một mức pin cực kỳ khủng cho một em máy cũng cực kỳ khủng không kém. Và cái thời gian mình sử dụng được đó chính là hơn 5 tiếng mọi người. Và có thể sử dụng được trong cả một buổi học luôn. Đấy, cho nên là các bạn đừng quan tâm vào cái vấn đề mà các bạn đang xài cái nhiên nó bị tụt pin, cái là tắt nguồn luôn nha. Rồi, từ nãy giờ mình khen cũng nhiều rồi thì nó có một số điểm hạn chế mà mình thấy nó cũng chả ảnh hưởng lắm, nhưng mà mình cũng phải liệt kê cho các bạn xem thử nha. Đầu tiên đó chính là cái phần bàn phím nè. Mọi người thấy khi mà mình gõ nhanh á và gõ quá nhiều á, nó sẽ có hiện tượng hơi bị flash một xíu. Nhưng mà điều này nó cũng chả ảnh hưởng lắm tại vì mình kỹ tính thôi, mình thấy cho nên như vậy. Và thứ hai đó chính là hệ thống tản nhiệt. Ở đây chúng ta có một cái khe đẩy gió, cũng như là ở dưới phần bản lề nè có một cái khe hút gió. Đây có hai cái quạt nữa, thì cho nên là mình thấy cái hệ thống tản nhiệt ở đây nó cũng khá là ok đấy, nhưng mà cái hiệu năng mang lại nó vẫn chưa được tối ưu cho lắm. Tổng kết lại, em máy HP NV16, một hiệu năng cực kỳ khủng, i9 RTX 3060, màn hình 16 inch với hàng loạt công nghệ như là 4K rồi OLED rồi độ sáng cao rồi display HDR True Black 500. Đấy, mọi người thấy cực kỳ khủng luôn, và một giá cũng rất là ok nữa với 60 triệu. Và mọi người thấy nó có những cái điểm hạn chế không đáng có thôi, nhưng mà mình thấy là nó cũng chả ảnh hưởng gì lắm đến trải nghiệm các bạn đâu. Cho nên là nó cũng không thể nào có thể bác bỏ được những cái ưu điểm và lại những cái tính năng mà nó mang lại cho người dùng, đúng không mọi người? Đấy, và khi mà mình sử dụng thiết kế hay mình sử dụng làm video hay thậm chí là mình chơi game luôn, em máy vẫn đáp ứng hoàn toàn tốt. Và mình thấy em HP NV16 này cực kỳ phù hợp với lại những bạn làm doanh nhân hay những bạn thích làm sáng tạo nội dung, cũng như là những bạn chuyên làm về thiết kế và gọi là dạng kho đấy, thì em máy này sẽ là một lựa chọn hợp lý và cực kỳ phù hợp với bạn trong thời gian dài. Và các bạn có ý kiến gì đừng quên comment bên dưới cho mình biết nha. Nếu thấy video này hay đừng quên cho mình một like, share, subscribe kênh Thế Giới Laptop. Mình là Thành Thông, xin chào và hẹn gặp lại.